Thưa quý vị, qua 10 năm thực hiện chỉ thị số 29 ngày 6 tháng 11 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, việc cụ thể hóa tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy tại một số cơ quan, địa phương, đơn vị có lúc có nơi chưa đảm bảo về tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn có biểu hiện thờ ơ, vô cảm, sợ trách nhiệm, đặc biệt là tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Để kịp thời quyết liệt sớm khắc phục chấn chỉnh, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ, củng cố niềm tin của nhân dân vì nhân dân phục vụ. Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã ký ban hành chỉ thị số 34 của Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay. Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội các cấp, các cơ quan, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung sau. 1. Tăng cường quán triệt, tuyên truyền, tạo bước chuyển biến căn bản rõ nét trong nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 2. Nâng cao hiệu quả, chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, chính quyền chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, sáng tạo, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, lâu dài. 3. Nhận diện, kiểm điểm, đánh giá trên tinh thần phê bình và tự phê bình, tự soi, tự sửa để có biện pháp kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và đẩy lùi tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó tập trung một số biểu hiện sau: không thực hiện đúng quy chế làm việc, né tránh, đùn đẩy, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn đối với những vấn đề tồn tại vướng mắc nhiều năm, những vấn đề mới nhưng có mâu thuẫn trong áp dụng pháp luật hoặc pháp luật không còn phù hợp; không chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện hoặc quyết định giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao; không chủ động tham mưu cho cấp có thẩm quyền các biện pháp giải quyết các công việc, nhất là công việc có khó khăn vướng mắc; tham mưu lòng vòng, không nêu rõ quan điểm, chính kiến, không rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm trong công việc được giao; tìm cơ sở căn cứ lý do để không làm hoặc tìm cách đẩy việc lên cơ quan cấp trên hoặc chuyển sang cơ quan, đơn vị, cá nhân khác trong khi công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của mình. Khi cùng một vấn đề có quy định khác nhau thì chỉ áp dụng những quy định có lợi cho mình, đẩy trách nhiệm cho cơ quan khác hoặc lệ thuộc vào các cơ quan tư vấn. Những việc thuộc trách nhiệm thẩm quyền giải quyết nhưng vẫn tham mưu chỉ đạo xin ý kiến của cấp trên thì hứa trách nhiệm thờ ơ, vô cảm trước các khiếu nại, bức xúc, khó khăn của người dân, doanh nghiệp. Khi được hỏi hoặc xin ý kiến thì không trả lời hoặc trả lời chung chung, không rõ quan điểm, chậm trễ trong việc tiếp thu trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền. Người đứng đầu đùn đẩy, né tránh, giao cho cấp phó trả lời hoặc cung cấp thông tin, không quyết định những việc thuộc thẩm quyền của mình mà để người khác quyết định hoặc ký thay. Một việc, một vấn đề nhưng tổ chức họp bàn nhiều lần, yêu cầu lấy ý kiến nhiều nơi, yêu cầu báo cáo nhiều lần nhưng không giải quyết được công việc. Nội dung chỉ đạo chung chung, khi có nhiều ý kiến khác nhau thì không quyết định, kết luận rõ ràng, không nêu quan điểm, chính kiến, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới, yêu cầu bổ sung trình tự, thủ tục mới hoặc chờ đợi sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên hoặc cơ quan chức năng hướng dẫn. Buông lỏng quản lý, không theo dõi, kiểm tra, đôn đốc vì thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới, nhất là các việc có tồn tại, vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. 4. Cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị thực hiện đồng bộ quyết liệt các biện pháp và tăng cường kỷ luật kỷ cương, kết hợp giữa xây và chống, để chấn chỉnh, khắc phục, đẩy lùi tình trạng nêu trên. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần quyết liệt thực hiện trong thời điểm hiện nay.
Chỉ thị 34 của Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị. Xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong năm 2023 và thường xuyên trong các năm tiếp theo, gắn với cam kết thực hiện của từng cá nhân, đơn vị định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Thành ủy qua Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố để theo dõi, chỉ đạo.